bao ngàn năm lịch sử, cả đời gìn giữ cố đô. Mừng vui vỡ hội hôm nay, chống giông cờ mở tung bay khắp trời. Này bà con ơi, tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Thế thì xưng danh nhá. Nếu tôi một dòng tiên biết được bởi hái đảo trích xuống trần gian, thấy sự đời bối rối ta đông nên tôi phải lặng lời. Lặng lời để làm gì? Thì lặng lời để lo toan sự rồi. Này bà con ơi, sẽ có chữ quả tử lên nhân đến. Vậy nếu tôi xin hát một câu rồi trở lại buồng trò nhá.
Con bé Việt Nam. Tôi này là con là Hế. Hế gì? Ừ. Chị lấy con là chú bà đây là con là Hế. Nó là đâu gió tươi đang cổ ngoài bắc mùa hoa đỏ lại chen chen tôi áo chuông rồi tôi cứ mang theo chúc một lần là tay tôi được gửi đấy bạn có bạn nha à đấy ếch thêm hoa nhớ cứ để ra chẳng chớ đất mùa rồi là chẳng có chi nẻ mùa ra chúc một ngày bỏ luôn vào giỏ đấy bà con à. À con này bà con ơi. Ờ thế là bác ngồi con kia. À đúng rồi con là bác ngồi. Trang ơi. Ơi. Trang có xe mới có kìa. Đâu. Đấy. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có đấy. Đó rửa luôn. Người với nhau con nào. Cố lên đi cháu. Thank you.
mà thôi.